Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Thì mấy anh em mới di chuyển dài vô trong mé bờ nữa bạn, gần gần bờ nè. Thì mấy anh em cũng đi mò hang tiếp nha các bạn. Mình mò dài dài lại lưới. Lưới của mình nằm xích ở dưới đó các bạn. Thì mấy anh em mò từ đây lại đó có hang cá ngát, rồi mấy anh em tiếp tục thục hang cá ngát hoặc là hang tôm tích gì các bạn. Còn tới lưới là mình cuốn lưới. Lưới nãy sớm giờ văng chắc cũng có dính rồi đó. Có chứ không có. Chủ yếu là cá ngát, qua đây ra đây quyết định là cá ngát. Đây kiếm hàng khủng khủng em về. Canh nước này nước lớn con, nếu mà nó rồng thêm một chập nữa là mình chạy về dưới kia mình thục hang cá kèo được á. Hang kèo không á. Bây giờ mấy anh em mò hang dài vô trong nha các bạn. Coi đụng hang nào không? Hên hên đụng hang kiếm vài con nữa là sao? Cái này khoảng vụ hang 2-3 con đó ta. Giờ Phương tắt máy mấy anh em mò hang nha các bạn. Chừng nào có hang rồi mấy anh em sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Mò dài vô trong lưới luôn. Rồi có gì thăm lưới cuốn lưới luôn. Đụng con cá đó, cá tung bự. Mấy anh em đụng hang nha các bạn. Nè, cái giò em luôn nè, cái giò luôn nè, lại giò luôn nè. Mới giờ đụng hang. Hang mà cái nhấp nó kế bên luôn à. Ừ. Còn không? Con mà bảo quên. Cái này cá đực. Cái mà cái giò lấy cho quá. Chưa. Con à. Hang có khúc rồi trời. Hang nó chỗ bên kia hả? Hang bự chà bá luôn à. Chỗ rồi. Chỗ hang ngắt bên đây nè có khúc rồi. Ừ. Đó rồi, đúng rồi. Một con đầu tiên. Con. Ngon ngon ngon. Ngát chân cống ngát luôn. Chân cống. Đếm đếm đếm. Có cái gai đây rồi, đây quẹo này luôn. Con này cũng hơi cỡ 400 g ha. Ừ, nó có. Đây. Thuận lợi. Hang này sư phụ đụng đấy nha. Sư phụ thầy nói con rồi. Bắt đầu quế lại nha. Bắt đầu nãy giờ. Nhảy gì lắm nó bài gì lắm á. Bài gì lắm á. Một hai nột anh quế. Một hai nột nó có vuột cái đó nó cũng còn cá. À, đây dài vô tới trong lưới tổng kiếm hang hay hang nữa nha. Cái mai là mất cái gạo cá đó. Ủa thầy nó chơi đây nó chơi à. Đây là hang thiệt. Mấy anh em đụng hang nào cũng hai con ba con không à. Mình đụng hang có một con một ta. Hang cục quá. Hang sát bên à, hang có 5 tắc à. Dài lắm mà. Nó sát bên này nè. Đây chỗ đây cho nó có hang, qua đây có khúc cùng. Có chiếc ghe lưới bao quá bạn. Ta đang bao lưới. Mới đụng cá con gà kìa. Chưa hang nữa mà. Rất lớn rồi. Trời ơi, sắp bên luôn. Phải mời, quá, nghe luôn nghe.
con mà đập chạy con nhỏ đó. Cái heo nó có lớp cháo trên là đụng bể à. Con trâu không à, lúc này ở trâu không à. Trâu nó nằm ở dưới về con trâu á. Bể đụng cái nó bể, đụng cái nó bể. Ơi, dọn đi. Nước lớn quá à. Lớn cá cũng ra hết. Cái bờ. 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 Giờ mấy anh em chạy dài vô cuốn lưới nha các bạn. Nước lớn nha. Trời chuyển mưa, gặp giá mưa đen xì lì luôn. Cái giọng lớn này bỏ vô anh sẵn mình nha. Cái sạp trước bỏ vô vừa không? Vừa. Vừa bỏ nó hết cái đó vô luôn đi. Trời ơi, nó chơi xuống tới dưới đó dữ vậy ta. Không, không, để nguyên cái vô vậy đó. Ừ. Vừa không? Không. Vừa thôi chứ, giờ đổ ra đó sẽ được. Đổ ra đó sẽ nó ngủ á. Vậy đổ vô đó đi. Phải cờ lưới đó không, cờ lưới đó đâu tiếp chứ biết rồi, phải cây đó là cây đầu tiên không? À, vậy nó chơi, vậy nó chơi dữ vậy trời, chơi dữ à, má mị mị trên đó đó. Rồi, anh em lại tới lưới mình cuốn lưới nha các bạn. Lớn dữ rồi. Lưới mình nó trôi dồn luôn, nước nó chảy á.
đâu còn. Ừ. Trong này thả dính cái gì đó ta. Ừ. Nó có trà nó vô. Cái gì này đa số nó ở mấy cái đá dạng. Không có lớn vô không có à. Không có sao lên dòm thấy nó chiếu ghê ha. Nhìn cá ly thia vậy. Lưới dính thừa các bạn ơi, còn bị máy người ta chặt đứt nữa. Nhờ mình buộc 2-3 cái phao á. Lại đầu lần này cuốn ngược lại. Dính cá chai, dính thêm cá chét nữa. À, chét chai ha. Vô nước thì chắc chạy đó. Ừ. Vỏ này bị vô nước rồi. Mất tư cây cờ luôn. Nãy lúc mình văng khoảng chừng 6-7 tắc nước rồi hả? Giờ cái thước kìa, thước máy à, tới nách luôn. Mưa quá, mưa đằng hướng nghịch giá, đây cũng nhiễu râm râm rồi. Mưa cá mập nó vô lắm nha quý. Quế chạy lên vậy. Cá mập nó vô bờ luôn. Đi 4 mà về 3 rồi. Kỳ sao á. Đi 4 về có 3 ngữ á. Còn thúng thêm ạ. Không kèo chà bá luôn ha. Mê luôn rồi. Còn cái này là mê.
Mới kêu cái bộ thải sao em dưới biển này không? Cái bộ dùng tay à. Cá này dùng tay chắc 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 lợi nhiều luôn á. Có dùng tay mình bay thử luôn. Nếu mình thả tốt ngoài cái rừng dính cá phèn, thả trong này không có. Lần trước thả này ngoài dính cá phèn cũng nhiều luôn. Nè. Ừ. Có cá đối luôn trời, con một à. Hai cá ghìa luôn. Bảo đảm cái mấy miếng ruộng phía nhà mình cũng không cắt được đâu. Sáng giờ thấy cái cảnh nó mưa. Đây nè cái cò nè. Rồi hết lưới bạn ơi. Khúc này bị máy chặt đứt nè. Xe lại luôn nè. À, chạy dài dài vô mé đi. Tại lưới mình dính nửa cái lô cá. Còn cá đối một à. Vô trong mé cái chừng cá vô trong mé. Quá xa cái đám mưa bạn ơi. Quá chạy quá. Muốn cắm nước ngọt ở trong cái này nè, trong cái này. Chạy vô trong cống cầu số 2 các bạn. Cống ngăn mặn nè. Mấy anh em chui xuống gầm cầu đục mưa luôn. Ghe mình đậu ở dưới. Quá ầm ầm luôn à. Quất cái đám này không biết tới giờ nào luôn á. À, lên đây kiếm chỗ nào ngồi ăn đi. Cái đồ ăn mình đem theo nữa mày. Cái này trong đây. Em đứng gồng gồng cao luôn tiếp. Thôi, mấy anh em lứa xong chạy vô đây, đụng mưa giờ. Gió dông ở ngoài quá trời các bạn ơi. Giờ nước lớn rồi. Người ta đóng cống luôn. Rồi không có đường về luôn. Bây giờ khiêng máy lên. Xong rồi khiêng cái vỏ qua đây luôn nha các bạn. Khiêng vỏ lên bờ nè, đi vòng qua bên đây. Đi vô trong cái kinh này cầu số 2 nè, mấy anh em mới chạy về được nha các bạn. Tính là nước rộng là mấy anh em mò tới chiều luôn mà. Giờ lớn lên lại rồi. Tại mưa các bạn. Mưa rồi dông gió cái nó tràn vô cái nước lớn. Nước lớn thì người ta đóng cống lại các bạn.
cống cầu số 1 chắc bị đóng luôn rồi á. Bây giờ mấy anh em phải khiêng giỏ qua mới chạy về nhà được nha các bạn, không mà đợi tới sáng ngày mai luôn. Đây dưới gầm cầu mấy anh em sẽ khiêng đường này lên, nhờ đi cái giỏ nhỏ này chứ giỏ của mình giỏ lớn kia chắc khiêng không nổi. Giỏ này không biết khiêng nổi không nữa nè. Thấy mấy cọng dây chà ngang cái người nằm bên. À, mấy anh em đem đồ lên bớt rồi khiêng cái máy lên, xong rồi bốn anh em khiêng giỏ qua nha các bạn. Rồi cái con dây đẩy nó xuống nha, đẩy cho chừng nó lặn cái ẹp xuống như xuống dưới đáy luôn nha. Rồi xuống đi, xuống đi, cái này cỏ nè, nó để cái máy lên đi, để máy lên đi, để máy lên đi, lấy cái bật đạn bỏ vô, đẩy cái này chịu đây nha, bật đạn bỏ trước kìa, ngăn trước kìa, ngăn kế đó đó. Anh bên em. Có chuyện nằm trong cái sạp á. Ở trước, ở trước. Ngay gần chỗ cục lớp á. Ở ngay tay mày đó, Trời ơi, mặt đạn gì ra. Ừ. Bạn giữ, chưa. Nhờ cái vỏ nhỏ rồi, bốn anh em khiêng qua luôn. Mày làm máy vô. Để gì luôn rồi. Ừ, đó, gì đó. Rồi nắm mấy cần cung kề cắm xuống. Ra được mà vô không được nè. Chơi bất đường à. Sáng rồi chạy ra cống phè luôn ha. Bắt cá xong rồi vô không được. Nước mũi vỡ vô đó thằng. Ngủ con này. Ngủ con rồi nè. Ngủ con ngáy ngáy hả? Còn 7 con. Con này không biết ngủ hay không. Con đó cũng gần ngủ rồi. Cũng đi. Con này bắt hình như bắt cao vậy. Hôm nay mấy anh em ra làm được tổng cộng là 8 con nha các bạn. Sớm rồi mấy anh em làm được 7 con rồi. Vô thăm lưới thì mấy anh em mới bắt được con nữa. Nay lưới thất bại rồi. Nay tính ở lại dăng vài mẻ nữa mà. Dòng gió lên các bạn ơi, mưa luôn rồi nè. Mưa nãy giờ mới tạnh giờ mưa nữa. Chút xíu nó chảy vô. Rồi. Giờ con ngủ đi. Con ngủ đụng vô đá đi. Nước đá nữa cây. Tính đầu mà lưới cá đối. Đang thủ nước đá theo. Dòng gió lên. Giờ mấy anh em chạy về luôn các bạn ơi. Đem theo mấy tay lưới, lưới cá kèo nữa, mà mấy anh em chưa kịp bắt nữa là dòng gió tới rồi. Lưới cá kèo nè. Chưa kịp dân. Lặn mò cá kèo mà chưa kịp nữa. Để biết không gài bão hoài cho nên mấy anh em không có trải nghiệm ở biển Miệt Thứ được các bạn. Cứ tới trưa cái là giông gió hoài cả tuần nay rồi. Nên mấy anh em mới thấy gì mới đi vỏ nhỏ ra. Rồi hết đầu chưa? Rồi giờ mấy anh em chuẩn bị chạy về luôn nha các bạn. Rồi mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Trời mưa rồi, khiêng giỏ vô mấy anh em chạy dài về luôn rồi. Đây, thành quả rồi mấy anh em. Sáng giờ đi thục hang với dân lưới. Được, con 8 con nữa rồi, 8 cái ngát. Sớm mình thục 3 hang được 7 con rồi. Lúc chạy vô mấy anh em đi thục được con nữa. Rồi vô cuốn lưới. Lưới bữa nay thất bại rồi. Tính ở lại làm nữa mà bây giờ giông gió lên nữa rồi. Người ta đóng cống không có đường về luôn, khiêng vỏ ngang đập luôn rồi mới chạy về. Giờ về mấy anh em cái này
chút làm nướng muối ớt nha các bạn, cá ngát nướng muối ớt. Giờ tắm rửa đi, anh em làm rồi ăn cá nướng muối ớt nha các bạn. Đây, mua nửa cây cá để tính đâu bữa nay phản cá cá đói ai ngờ chất quốc. Rồi vô cá đi ha, vô cá đi, đi hưởng thành quả buổi đi đập hang cá ngát của mấy anh em. Ngày xin mời các bạn lên nhé, vô bạn, vô bạn ơi. Cũng vượt khoảng 20 cây số hả, tới đó hơn chứ. Đi về hơn. Không không, mình đi không á. Đi đến mấy cây à? Không à. Mấy cây. Mình ra tới chỗ mình đập cái ác là có 20 cây á. Có à. Tại mình đi đường tắt chứ mà đi ghe lớn là phải gần 40 cây. 40 có trên. Trên. Trên 40 cây. À đây xuống tới đất. Đi ghe nhỏ thì mình ra cống này kia được các bạn. Cho nên nó gần á, chứ đi ghe lớn thì xa lắm. Nãy giờ là 2 ly. Giờ miếng mồi. Chưa có miếng mồi hết. Vô đi qua đi ăn luôn. Dạ, vô. Dạ, xin mời các bạn luôn nhé. Vô bạn hay, vô bạn. Leo rồi luôn. Ăn cái ăn đi, ăn cái luôn. Đấy. Chưa ăn cháu không kèo, ăn đi, ăn rồi. Ăn cơ à. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng món cá ngát nướng muối ớt cho mấy anh em nha. Đó rồi, tới biển mới có hả? À, tới biển mới có. Mình định rồi mà hôm nay đi biển không có đồ biển rồi. Bữa nay về mặt anh nào nó đỏ. Đen như ông táo. Nhiều hơn nhiều, nhiều hơn nhiều, nhiều hơn nhiều. Video ở đây nha các bạn. Đi ra tham gia của anh em. Đó là tham gia nhận lưới mò cá mà. Còn ra mò không? Được mò cá không à. Lưới thất bại rồi. Trong gió tới anh em về. Khi nào ra thêm bữa nữa các bạn. Thích nước ngồi, tụt tích đó nha. Gió quá. Gió quá nước nhiều. Cầm cả những ký giữ tụt tích về luôn. Video của anh em đến đây xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Ngày ra quay bằng cái điện thoại các bạn ơi. Nên là nó hơi không có được nét mấy. Nãy giờ để đó gió nó rung dữ.